Thanh Nguyên Acon, kênh nghiên cứu chuyên sâu về chiều cao cho người dưới 25 tuổi. Ok, chào mừng bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Thanh Nguyên Acon. Thì trong vlog ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái sai lầm phổ biến nhất mà mình thấy rất là nhiều bạn mắc phải, những sai lầm thường gặp ở giới trẻ, nó sẽ khiến cho chiều cao bạn nó không phát triển, nó bị chững hoặc là nó sẽ kìm hãm lại ha. Thì đầu tiên là mình sẽ có một cái khó coach, một cái khó huấn luyện viên cá nhân. Nếu bạn nào cần thuê mình làm huấn luyện viên cá nhân á, nhiều bạn không biết bắt đầu từ đâu á, thì hãy click vào phía bên dưới phần link mô tả, nó có cái link fanpage của mình đó. Các bạn hãy nhắn tin vào fanpage và mình sẽ trả lời, và mình sẽ đưa cái thông tin về khó coach nha. Thì cái sai lầm đầu tiên không chỉ ở những giới trẻ mà những bậc phụ huynh cũng hay mắc phải, đó chính là gì? Đó chính là các bạn chỉ tập trung vào canxi và vitamin D thôi, canxi và vitamin D. Thì có nhiều bạn lầm tưởng rằng là việc các bạn luyện tập chiều cao á, các bạn chỉ cần bổ sung càng nhiều canxi và bổ sung càng nhiều vitamin D càng tốt. Và có nhiều bạn hàng ngày bổ sung tới 2-3 ngàn canxi, các bạn nhồi nhét tới 2-3 ngàn canxi, các bạn nghĩ là làm vậy cơ thể các bạn nó sẽ cao, nhưng mà thật ra các bạn nạp vào một số lượng nhiều như vậy thì cơ thể các bạn nó sẽ không có hấp thụ hết nha, thì nó sẽ gây rất là nhiều tác dụng phụ và biến chứng đó. Thì lát sau mình sẽ nói cái vấn đề đó sau nha. Thì cái vấn đề chính á, thì việc các bạn chỉ tập trung nạp vào cái canxi và vitamin D thôi, các bạn tập trung nạp vào hai cái đó và các bạn hoàn toàn các bạn bỏ quên các chất khác, và cái chất khác nó cũng rất quan trọng các bạn. Thì cái việc tăng chiều cao của bạn á, ngoài canxi và vitamin D thì nó vẫn cần rất là nhiều chất dinh dưỡng khác để chiều cao của bạn nó phát triển ha nha. Cái việc tăng chiều cao của bạn nó cần rất là nhiều chất, và khi mà các bạn chỉ nạp vitamin D và canxi thôi thì nó sẽ khiến cho cơ thể của bạn dẫn đến tình trạng thiếu hụt chất dinh dưỡng nha. Thì việc tăng chiều cao nó cần cái sự đa dạng chất dinh dưỡng, nó cần sự đa dạng các bạn. Các bạn chỉ nạp tập trung hai cái đó thôi thì nó sẽ tiêu hụt mấy kia và thành ra nó sẽ không có tác dụng nha. Cho nên là các bạn hãy ăn uống càng đa dạng chất dinh dưỡng càng tốt nha. Đó. Và sai lầm thứ hai là nhiều bạn ăn theo menu, ăn theo cái chế độ. Ví dụ như là các bạn có những bạn thuê mình làm huấn luyện viên đi, các bạn coach mình đi, các bạn đòi mình soạn cái lịch ăn cho mấy bạn, soạn menu, thì mình đều từ chối và mình bảo với các bạn ấy rằng là cái việc mà các bạn ăn theo menu á thì nó sẽ khiến cho các bạn bị gò bó lại, tức là các bạn ngày nào cũng vậy, các bạn chỉ nạp vào bấy nhiêu đó chất dinh dưỡng thôi, ngày nào cũng vậy, các bạn ăn lặp đi lặp lại, nó sẽ khiến cho các bạn bị gò bó nha. Thì mình đã nói rồi, việc tăng chiều cao nó cần rất là đa dạng chất dinh dưỡng nha, và việc ăn theo menu á, nó sẽ khiến cho bạn bị gò bó, và cũng do vậy nó sẽ dẫn đến cái việc không đa dạng chất dinh dưỡng và dẫn các bạn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng, và nó sẽ vi phạm việc phát triển chiều cao nha. Và sai lầm tiếp theo, sai lầm thứ ba là mình cũng có một số clip mình đã nói rồi, đó là các bạn ăn quá nhiều đồ ngọt, các bạn ăn quá nhiều thức ăn có đường, những cái đồ uống có ga, hay là các bạn ăn quá nhiều cà phê đó, và các bạn uống nhiều trà, cà phê, những thứ mà cà phê nó ảnh hưởng và nó tác động tiêu cực đến chiều cao của mấy bạn. Thì mình cũng có những clip giải thích phân tích chuyên sâu rồi, cho nên là mình không có nói lại nữa, các bạn hãy lục vào bên trong cái danh sách video của mình để xem những cái đoạn phân tích về cái đó nha. Đó. Và sai lầm tiếp theo đó là các bạn ăn quá ít nha. Thì có rất là nhiều bạn ăn quá ít. Ít ở đây là gì? Ít là ít chất dinh dưỡng các bạn. Ví dụ như là một ngày các bạn ăn 5-6 chén cơm đi, thì cơm nó là gì? Nó làm từ tinh bột nè, nó làm từ tinh bột. Nó chỉ tinh bột á, thì nó chỉ cung cấp năng lượng cho mấy bạn thôi, và ngồi ra nó không có tác dụng gì cả. Các bạn ăn nhiều cũng được và các bạn ăn ít cũng được nha. Nha, mà các bạn ăn một ngày 5-6 chén cơm mà các bạn bảo với mình là các bạn ăn rất là nhiều,
nhưng mà cái lượng đồ ăn các bạn nạp vào nó không có bao nhiêu cả, ví dụ 5-6 chén cơm mà chỉ có một con cá chút xíu như đây là nó sẽ dẫn đến thiếu chất dinh dưỡng các bạn đó. Thì ăn quá ít nó sẽ ảnh hưởng tới chiều cao nha, các bạn phải ăn nhiều lên, ăn vừa phải, nạp một lượng dinh dưỡng vừa đủ với cái chế độ luyện tập của mình nha. Và sai lầm tiếp theo là các bạn không có uống thuốc sổ dung định kỳ 6 tháng một lần nha. Thì việc các bạn uống thuốc sổ dung định kỳ 6 tháng một lần là nó rất tốt cho cơ thể các bạn. Mặc dù cái cơ thể các bạn nó không có dung, nhưng mà nó khi bạn uống vào nó sẽ phòng ngừa được các bạn. Các bạn sẽ được phòng ngừa cái bệnh tật liên quan tới dung nha các bạn nha. Hoặc là nếu cơ thể của bạn có dung, nhiều khi cơ thể của bạn nó có dung á, thì nó sẽ dung, nó sẽ lấy hết một phần chất dinh dưỡng của các bạn, và thành ra những gì các bạn nạp vào á thì nó sẽ không hấp thụ được hết, hoặc là nó hấp thụ rất là kém. Cho nên là việc các bạn uống thuốc sổ dung nó rất là tốt nha. Thì mình cũng mới uống gần đây thôi, mà mình thấy cơ thể của mình sau khi uống xong á thì cơ thể của mình nó trao đổi chất rất là tốt. Cho nên là 6 tháng một lần các bạn hãy nên ra tiệm thuốc tây các bạn mua thuốc sổ dung mà uống nha. Thì bán rẻ lắm, chắc là khoảng cái loại thì 7.000 một viên này, cái loại thì 15.000, cái loại là 20.000, nói chung là rẻ lắm. Các bạn mua nha, mua về mà uống. Và sai lầm tiếp theo là các bạn ăn quá là nhiều. Có một ngày trong vòng một ngày có những bạn uống 3-4 lốc sữa mà bạn khuyên mình là uống vậy nó sẽ giúp phát triển chiều cao. Điều đó là sai. Còn lại các bạn ăn rất là nhiều, các bạn ăn giống như là mấy đứa, nói chung là các bạn tập ít thôi, bạn tập có 5 phút, 10 phút thôi mà các bạn ăn giống như là ăn trong cái chế độ của vận động viên các bạn. Ăn theo chế độ vận động viên các bạn ăn quá nhiều, ăn quá sức những gì mà cơ thể nó nạp vào thì nó sẽ gây cho bạn rất là nhiều tác dụng phụ, và nó sẽ gây cho bạn mất đi tác dụng nha. Ví dụ như cơ thể của bạn một ngày nó chỉ cần ví dụ nha, một người thì nó, ví dụ nó sẽ cần một con số là, ví dụ là khoảng 1.000 sữa đi, 1.000 sữa đi, 1.000 lượng canxi á đó. Mà các bạn nạp vào với một cái số lượng khổng lồ như là 10.000, 20.000 đủ là nó sẽ như thế nào, cơ thể của bạn nó sẽ không hấp thụ hết nha. Và bắt đầu khi mà nó sẽ không hấp thụ hết á, thì những cơ quan nội tạng của bạn nó bắt đầu nó gồng lên để nó cố gắng hấp thụ cái lượng đó, và dần dần các bạn sẽ sinh ra rất nhiều bệnh tật. Ví dụ như là các bạn sẽ bị thận này, rồi các bạn sẽ bị bệnh dạ dày này đó. Ví dụ như nếu mà các bạn tập nhiều á, thì các bạn ăn nhiều thì không nói gì. Ví dụ như vận động viên đi, họ ăn rất là nhiều bữa, họ nạp vào một lượng dinh dưỡng rất là khủng, nhưng mà họ tập nhiều thì họ ăn nhiều. Còn các bạn nào tập ít á, thì các bạn ăn với một số lượng vừa đủ để có thể hấp thụ thôi. Chứ các bạn tập có 5 phút, 10 phút hay là 20 phút thôi, các bạn cứ ăn trời quá. Bữa có cái thực đơn của thằng kia nó gửi cho mình, hóa ăn một ngày cũng 12, 13 bữa mà cái lượng dinh dưỡng nạp vào là chả thấy gì đâu. Ví dụ như 12, 13 bữa thì ăn cũng được thôi, nhưng mà các bạn ăn ít, mỗi bữa các bạn ăn một ít thôi. Chứ mà 12, 13 bữa mà các bạn cứ tưởng tượng là ăn no hết tất cả 12, 13 bữa đó, là những thứ nó nạp vào nó rất là kinh khủng, nó sẽ gây rất nhiều bệnh tật nha. Thì các bạn cứ ăn theo nguyên tắc là các bạn tập ít thì các bạn ăn vừa, và các bạn tập vừa thì các bạn ăn vừa, còn các bạn tập nhiều thì các bạn phải ăn nhiều nha. Và cái việc mà ăn quá những cái gì mà cơ thể cho phép á, thì nó sẽ dẫn đến dư thừa chất dinh dưỡng, và nó sẽ không hấp thụ hết, và nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể của bạn. Ok, thì vlog này tới vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video, nếu bạn cảm thấy hay á thì hãy like và share ủng hộ cho mình nhé. Như các bạn.